sĩ Châu Đức Khánh sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Tuồng Tuy Phước. Ông đã có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển của phong trào âm nhạc Bình Định, đặc biệt là giai đoạn đất nước vừa giải phóng. Hàng loạt ca khúc như Chào Quy Nhơn Hòa Bình, Bàn Tay Người Thợ Xây, Nắng Nghĩa Bình thể hiện niềm hạnh phúc, khí thế phấn khởi dựng xây quê hương đất nước của người dân. Nhạc sĩ Châu Đức Khánh ra đi, để lại cho đời nhiều ca khúc có chất lượng nghệ thuật, đoạt nhiều giải thưởng sáng tác, được phổ biến rộng rãi. Nổi bật trong số đó là Tạm Biệt Hà Nội, đoạt giải đặc biệt của Bộ Văn hóa Thông tin năm 1984. Nỗi Nhớ Trường Sơn, đoạt giải nhì của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 1985. Hay Rừng Chiều Xôn Xao, đạt giải B của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học và nghệ thuật Việt Nam năm 1996. Ông cũng đã xuất bản các tập ca khúc như Mùa Xuân Nho Nhỏ, Hát Trên Đỉnh Đèo Nhông, Tình Ca Tuy Phước, thực hiện liên tục 3 CD nhạc có chủ đề như Tơ Vương. Nắng trai trên đường lót bước chân, nắng vương xuôi tóc kết tình thân, nắng hôn bầu má hồng xinh thắm, nắng điểm làn môi đỏ diêm trần. Nắng dắt em về nơi hẹn ước, nắng dìu người đến với tình nhân, nắng chiều quyến luyến giờ tan học, và nắng trai trên đường tiên bước chân. Nắng trai trên đường lót bước chân, nắng vương xuôi tóc kết tình thân, nắng hôn bầu má hồng xinh thắm, nắng điểm làn môi đỏ diêm trần. Nắng dắt em về nơi hẹn ước, nắng dìu người đến với tình nhân, nắng chiều quyến luyến giờ tan học, và nắng trai trên đường tiên bước chân. Nắng dắt em về nơi hẹn ước, nắng chiều quyến luyến giờ tan học, và nắng trai trên đường tiên bước chân, và nắng trai trên đường tiên bước chân, và nắng trai trên đường. Quý vị và các bạn thân mến,
Cố nhạc sĩ Châu Đức Khánh đã đi vào cõi vĩnh hằng hơn 5 năm, nhưng những sáng tác của ông về quê hương Bình Định, về đất nước tươi đẹp thì vẫn mãi sống trong lòng công chúng. Và trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn hãy cùng gặp gỡ và trò chuyện với nhạc sĩ Thế Tuyên, là chi hội trưởng chi hội âm nhạc Việt Nam tại Bình Định, để cùng bàn luận về câu chuyện xoay quanh những sáng tác của nhạc sĩ Châu Đức Khánh. Xin chào nhạc sĩ Thế Tuyên. Có thể thấy là những sáng tác của nhạc sĩ Châu Đức Khánh chứa chan rất là nhiều tình cảm với quê hương Bình Định, và ông cũng đã thể hiện khá thành công tình yêu quê hương của mình qua những sáng tác âm nhạc của mình, đúng không ạ? Vâng. Nhạc sĩ Châu Đức Khánh là cái người gắn bó với quê hương Nghĩa Bình trước kia và Bình Định sau này. Ông nhiều lúc hoàn cảnh gia đình khó khăn, ông muốn rời khỏi cái đất miền Trung này để tìm cuộc sống mới vươn lên, nhưng rồi cứ mãi nặng lòng với những dòng sông, những bến nước, và ông đã ở lại. Và may mắn là công chúng có được những tác phẩm âm nhạc rất tình cảm, dạt dào tình cảm của ông đối với quê hương. Nó thể hiện là hiện nay những bài hát, tuy là ông đã qua đời hơn 5 năm, nhưng những bài hát của ông vẫn sống mãi trong lòng của công chúng. Vâng, nhiều người cho rằng là giai đoạn sáng tác thăng hoa nhất của cố nhạc sĩ Châu Đức Khánh thì gắn liền với một dấu son sự kiện, đó là khi quê hương được giải phóng hoàn toàn và đất nước được thống nhất trọn vẹn. Những năm tháng này thì ông viết nhiều, liên tục, đều đặn, và có thể thấy các ca khúc của ông luôn đi vào lòng người, như là Chào Quy Nhơn Hòa Bình, Nắng Nghĩa Bình hay là Người Công Nhân Trên Thành Phố Buổi Sáng. Vậy ông có thể chia sẻ về điều này. Nhạc sĩ Châu Đức Khánh trưởng thành trong cái phong trào trước năm 1975, anh là một nhạc công rất là nổi tiếng. Sau này khi quê hương Bình Định, Quy Nhơn giải phóng năm 1975 thì anh mới bắt đầu sáng tác những bài hát cho cách mạng. Phải nói là tôi được may mắn là ở gần anh Châu Đức Khánh, vì khi thời điểm đó anh sáng tác cái bài Chào Quy Nhơn Hòa Bình để chào ngày giải phóng Quy Nhơn. Và chính tôi là một trong những người đã cùng với một số các nhạc sĩ ở Quy Nhơn dàn dựng bài Chào Quy Nhơn Hòa Bình này để khai mạc cái hội diễn đầu tiên của Nghĩa Bình năm 19 tháng 5 năm 1976 tại Quy Nhơn. Bài Chào Quy Nhơn Hòa Bình, rồi sau này anh có những sáng tác như Bàn Tay Người Thợ Xây hay là Nắng Nghĩa Bình, rồi những bài hát như là Người Công Nhân Trên Thành Phố Buổi Sáng hay Biển Xanh Và Tiếng Hát. Đó là những bài mà phải nói thực sự là nó thấm đẫm cái tình quê hương, cái giai điệu nó rất là gần gũi với người dân của Bình Định. Hãy
tay em bồi hồi mang theo vào chốn đây. Nhà máy hát reo tim em cho tháng ngày càng thấy vui thêm. Buổi sáng nắng lên thương yêu, đêm nồng nàn cơn mưa về buổi chiều. Đã thấy giữa muôn câu ca bao ước hẹn, ôi sao đẹp quá. Thành phố chúng ta hôm nay, nơi cuộc đời sinh sôi và đắm say. Màu áo thắm tươi trên vai, tươi thắm cùng tổ quốc ngày mai. Khi cuộc sống gọi ta bừng dậy thì yêu mến chọn trong cánh tay. Khi nhà bay dựng lên dập trời thì mơ ước giữ mãi muôn đời. Khi cuộc sống gọi ta bừng dậy thì yêu mến chọn trong cánh tay. Khi nhà bay dựng lên dập trời thì mơ ước giữ mãi muôn đời. Thì mơ ước giữ mãi muôn đời. Thì mơ ước giữ mãi muôn đời. À, vâng, khi còn sống thì cố nhạc sĩ Châu Đức Khánh là hội viên của Hội Nhạc sĩ Việt Nam nhiều năm, nhưng phải kiếm sống bằng nhiều nghề khác nhau. À, và tuy cuộc sống mưu sinh thì khá là vất vả như vậy, nhưng mà ông vẫn luôn nuôi cái tình yêu với âm nhạc và vẫn miệt mài với những giai điệu về quê hương, đất nước. Vậy nhạc sĩ Thế Tuyên có thể chia sẻ một chút về điều này ạ? Như ở trên tôi đã nói, nhạc sĩ Châu Đức Khánh là một người có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Ngay từ anh phải nuôi mẹ, một người mẹ lớn tuổi mà bị mù đôi mắt. Rồi thời kỳ đầu là anh sinh hoạt ở đội văn nghệ của phường Trần Hưng Đạo, Quy Nhơn. Rồi sau đó đội văn nghệ này giải thể, sau năm 78 thì đội văn nghệ giải thể thì anh chuyển về sinh hoạt ở đội văn nghệ phường Lê Hồng Phong, Quy Nhơn. Và từ đó thì anh bắt đầu có những cái tác phẩm rất tốt. Và đồng thời là anh phải đi làm nhiều nghề. Trong đó thì cái may mắn nhất là sau này anh được những người bạn giúp đỡ cho anh cái nghề in lụa. Và anh Châu Đức Khánh có một tài hoa là viết nhạc rất đẹp, viết nhạc bằng tay nhưng rất đẹp y như in thế. Cho nên là anh cũng sống bằng cái nghề viết nhạc cho các cái tạp chí, các tờ báo. Và anh sáng tác, mà cái mảng đề tài anh đi sáng tác ở nông thôn thì rất là nhiều. Mà trong đó thì tôi cho là những cái bài hát đọng lại trong anh như bài Phước Thắng quê mình, bài Phước Hòa quê tôi, hay là những bài Miền đất cuối dòng sông, là những bài anh viết về quê mẹ anh, tức là quê hương Tuy Phước, nhưng mà nó gắn bó rất gần gũi. Và hiện nay thì như những bài như Phước Thắng quê tôi thì cả cái dân Bình Định này ai cũng hát, và anh biết đó là bài hát của nhạc sĩ Châu Đức Khánh. Rồi sau này nhiều lúc anh muốn rời khỏi cái đất Quy Nhơn Bình Định này để vào phương Nam, nhưng anh em chúng tôi động viên thì anh ở lại, và anh cũng mở quán cà phê, rồi cũng để mà nuôi con nuôi cái. Cho đến ngày các cháu lớn nó trưởng thành rồi thì anh nhắm mắt xuôi tay. Đúng là quê hương Bình Định cũng rất tiếc là người con của quê hương mất sớm quá, cho nên không có những tác phẩm sau này để lại cho quê hương. Dòng kinh gợi lên ước mơ. Ôi đất này đẹp như câu thơ, nơi đã nuôi người con cánh mạng, nơi đã lập hố sau bom đạn, nơi đã làm tôi yêu mến vô vàn.
mấy tự hào, thắng mọi quân thù, thắng mọi gian lao. Qua bao niềm đau nỗi khổ, cùng đám xây phương thắng tươi màu. Lúa xanh bạc ngát đẹp giàu, trong mọi luống cày ngắm cây cầu gợi lên nỗi nhớ, và dòng kinh gợi lên ước mơ. Ôi đất này đẹp như câu thơ, nơi đã nuôi người con cánh màng, nơi đã lập sau bom đạn, nơi đã làm tôi yêu mến vô vàn. Ai qua miền khu đông đó còn nhớ chăng phước tháng năm nào, chiến công biết mấy tự hào, thắng mọi quân mọi gian lao. Qua bao niềm đau nỗi khổ, cùng đám xây phương thắng tươi màu. Lúa xanh bạc ngát đẹp giàu, cho người quê mình hát câu ân tình. Lúa xanh bạc ngát đẹp giàu, cho người quê mình hát câu ân Thưa nhạc sĩ Thế Tuyên, là thế hệ cùng thời với nhạc sĩ Châu Đức Khánh, thì ông có thể chia sẻ với chương trình một số những kỷ niệm đã cùng gắn bó với nhạc sĩ Châu Đức Khánh nè. Thưa quý vị và thưa các bạn, thì tôi may mắn là được gần gũi anh Châu Đức Khánh chứ không phải cùng thời, bởi vì anh Khánh là người đã trưởng thành từ lâu, còn tôi chỉ là một anh học trò bé nhỏ thôi. Mặc dù tôi không học anh Khánh, nhưng mà tôi vẫn cứ nghĩ anh Khánh là cái người truyền thụ cho tôi nhiều cái kinh nghiệm trong sáng tác. Kỷ niệm nhiều nhất của anh em tức là thời kỳ đầu mới 75, 76 chúng tôi phải đi đắp đê ở bên Hội Lộc, Nhân Lộc, Hội Lộc tức là bây giờ là Nhân Hội bây giờ đó, thì chúng tôi đã đắp đê với nhau rồi anh em thức đêm với nhau để hát, và anh Khánh cũng đã chỉ cho tôi nhiều cái thủ pháp để sáng tác. Rồi sau này khi anh về làm thường vụ của Hội Văn học Nghệ thuật và chi hội trưởng chi hội âm nhạc, thì anh có mở một cái quán cà phê ngay tại cái 103 Phan Bội Châu Quy Nhơn. Thì anh em chúng tôi với anh Nguyễn Hữu Thuần, nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thuần, rồi nhạc sĩ Hà Chí Hiếu bây giờ đã mất rồi, cứ một đêm vào đêm thứ bảy thì chúng tôi đến mấy anh em hát nhau, hát để thu hút khách vào uống cà phê mà các nhạc sĩ đứng ra hát. Nhưng mà thù lao thì chúng tôi không bao giờ lấy được, bởi vì sao? Nếu như mà cứ như thế anh Khánh anh khổ quá thì cũng khó khăn, anh bỏ anh đi thì bọn tôi mất một cái người nhạc sĩ tài hoa. Cho nên anh em chúng tôi là gắn bó với nhau là cái tình cảm như anh em ruột thịt. Vâng, thưa nhạc sĩ Thế Tuyên, nhà thơ Mai Thìn đã từng nhận định nhạc sĩ Châu Đức Khánh tự tình với quê hương bằng những nỗi niềm sâu lắng dạt dào như với một người mẹ, người bạn và như với cả một người yêu. Hay như nhạc sĩ Hữu Thuần đã từng nói,
Nhạc sĩ Châu Đức Khánh xứng đáng là cánh chim đầu đàn của giới âm nhạc Bình Định. Anh đã tận hưởng hạnh phúc lớn nhất của người nhạc sĩ, đó là có được những ca khúc đi vào lòng người. Vâng, qua đó thì cũng có thể thấy được là sáng tác của nhạc sĩ Châu Đức Khánh đã thực sự đã tạo nên một dấu ấn, một tình cảm rất thiêng liêng và dạt dào trong lòng bạn bè, những người hoạt động nghệ thuật và cả công chúng yêu âm nhạc. Thì đối với nhạc sĩ Thế Tuyên thì ông cảm nhận như thế nào ạ? Như tôi đã nói là nhạc sĩ Châu Đức Khánh là một con người sống rất tình cảm, rất là gần gũi với anh em, sẵn sàng chia sẻ, sẵn sàng giúp đỡ cho anh em, mặc dù không phải là giúp đỡ về mặt vật chất, nhưng về mặt tinh thần thì ông luôn luôn động viên anh em chúng tôi. Anh Nguyễn Hữu Thuần hay là nhà thơ Mai Thìn nói về Châu Đức Khánh như thế là không ngoa đâu. Bởi vì thực ra thì anh Châu Đức Khánh còn gần gũi hơn nữa. Anh cũng đào tạo nhiều thế hệ những nhạc sĩ sau này. Thí dụ như là nhạc sĩ Minh Phúc hay là nhạc sĩ Phan Long Nhơn đều có cái dấu ấn của anh Châu Đức Khánh giúp đỡ. Và thực sự mà nói thì chúng tôi cho tới bây giờ vẫn bị hụt hẫng. Bởi vì nếu như anh Khánh mà không có mất đi thì chắc chắn chúng tôi sẽ còn có nhiều tác phẩm của anh, được nghe nhiều những tác phẩm, những cái giai điệu rất trữ tình, rất bay bổng, nhưng mà cũng rất là hào hùng. Vâng, cảm ơn những chia sẻ của nhạc sĩ Thế Tuyên đã mang đến cho chương trình ngày hôm nay. Và chúc cho ông cũng có thật nhiều sức khỏe và ngày càng hăng say hơn nữa để tạo ra thêm nhiều sáng tác cho nền âm nhạc của tỉnh Bình Định. Quý vị và các bạn thân mến, và để khép lại chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một sáng tác, một giai điệu mượt mà và đầy tình cảm của nhạc sĩ Châu Đức Khánh, ca khúc Biển Xanh và Tiếng Hát. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
Sông vô bên.